Có cái thước này hả? Lại mới lấy vô thêm. Cứng chưa hả? Cứng hết rồi không? Ủa, có tiếng không ta? Tiếng ngoài hả? Tiếng ngoài ha. Đây là tôm nó mềm dẻo. Làm vỏ thì cứng ngắc rồi. Không? Lựa mẫu luôn chơi, lựa luôn đi. Lựa luôn đi, lấy cho ngồi luôn đi. Dạ. Tôm này tôm cứng chưa hả? Ok không? Đâu thì coi ai gờ kiểm tra đây cái. Rồi ok. Vậy đi. Đây là một tiếng trước. Có đâu.